Xin chào các bạn, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái hàm mới trong BigBee. À lộn, nó cũng không phải mới, cũng cũ à. Nhưng mà cái này chúng ta sẽ sử dụng nhiều trong việc viết tool, nó sẽ làm cho thuận lợi hơn ha. Thì cái hàm này là precedent, thì nói đơn giản nó là cho phép chúng ta tạo ra một hàm riêng biệt của chúng ta tự có luôn ha. Thì mình không gì dòng lắm sẽ nó thực hành luôn ha. Giả bộ mình tạo ra một cái hàm mà xuất hiện một dòng chữ trên màn hình mà nó ra màu xanh này. Mình ghi là function, tên nó là output, thuộc tính nó là test, là cái văn bản được vừa vào. Do mình print, mình green hay echo cũng được ha, echo hay green cũng được, cũng giống nhau á. Rồi test. Rồi bây giờ mình sử dụng cái hàm này thì mình ghi chào bút, mình xin chào. Cú pháp khá là đơn giản ha. Rồi chạy lại nó có chữ xin chào liền thấy không. Cũng giống như vậy chúng ta cũng có thể tạo ra một cái hàm mà tính tổng, mình tạo ra một cái hàm tính tổng thôi. Thì tính tổng thì chúng ta cần hai hàm số, đó là hàm số 1 và số 2, đặt như nào cũng được, bạn đặt biến không nó dễ hiểu rồi được rồi. Vậy chúng ta tạo một biến tổng số 1 và số 2, số 1 cộng số 2, số 2 return tổng, là khi chúng ta cái return này chúng ta phải echo thì nó mới có được cái kết quả ha. Giả bộ mình tính tổng, mình khai biến cái hàm mình vừa tạo ra, 4 cộng 5 đi, cho 4 cộng 5 ra 9 đúng không, nó ra nó gì là existing 5 đó gì đây tiền à, 1.7 đó sẽ là 9 ha. Thì nó khá đơn giản như thế thôi. Chúng ta cũng có thể action trực tiếp trong đây, hoặc là chúng ta return kết quả kết cuối cùng ra, thì đây là kết quả tổng, đó là kết quả cuối cùng cần nhìn ra, thì khi cho ra nó sẽ ra được kết quả là 9. Chúng ta cũng có thể cho hẳn trong đây ha, echo hẳn trong đây rồi khai biến nó ra luôn, không cần phải echo lại. Mà mình khi các bạn đang sử dụng return thì echo ra nhìn nó sẽ ok hơn. Đó thì video sẽ kết thúc ở đây thôi, đơn giản hết thôi.